Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra truy xét vụ hai người dùng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công người dân khi bị phát hiện đang trộm xe máy tại khu dân cư IGC Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 27 phút ngày 7 tháng 8, hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter tới khu dân cư IGC Hòa Lợi. Một người ngồi trên xe cảnh giới, người còn lại đến gần chiếc xe máy để bên lề đường thấy mồi bọn chúng ngay lập tức dừng xe lại tên ngồi sau nhanh chóng xuống xe đi bộ tiến lại gần chiếc xe máy khi hắn vừa rác chiếc xe máy ra đường thì bất ngờ từ phía bên này đường một người đàn ông đi xe máy màu trắng đã phát hiện kịp thời và lao thẳng xe đâm vào khiến cho tên trộm ngã ra đường những người xung quanh cùng thanh niên hỗ trợ bắt tên trộm xe khi mọi người vây bắt thì bất ngờ kẻ trộm rút dao chống trả đồng phạm đi cùng cũng dùng bình xịt hơi cay tấn công quyết liệt những người truy cản rồi cả hai tẩu thoát vụ việc làm một người bị thương nhẹ ở mặt do bị hơi cay xịt trúng toàn bộ diễn biến được một camera an ninh ghi lại ở gần đó đoạn clip được nhóm hiệp sĩ chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn cảnh cáo người dân nên cảnh giác khóa xe cẩn thận đề phòng kẻ gian ngay sau đó clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và chia sẻ của cư dân mạng ai nấy đều lo lắng về sự manh động của nhóm cướp đồng thời nhiều người trầm trồ thán phục cũng như lo lắng cho sức khỏe của thanh niên dũng cảm lan xả vào ngăn cản nhóm cướp